chào các bạn, cô là Thúy, giảng viên tại hệ thống luyện thi IELTS LangGo. Chào mừng các bạn quay trở lại với series bài học online mới của LangGo. Nếu các bạn chưa like hoặc đăng ký kênh thì hãy dành vài giây nhấn đăng ký để nhận được thông báo khi cô có video mới nhé. Alright, let's get started. Hi guys, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một nội dung khá đặc biệt. Các bạn có thắc mắc cung hoàng đạo của mình nói lên điều gì không? Hôm nay cô sẽ cùng các bạn giải mã tính cách của những cung hoàng đạo nhé. Aries, from March 21st to April 19th. Alright, chúng ta cùng tìm hiểu về cung đầu tiên. Aries, cung Bạch Dương, xem có điều gì đặc biệt nha. Trong chiên tinh học, Bạch Dương là cung hoàng đạo đầu tiên được coi là cung cai quản khoảng thời gian từ khoảng ngày 21 tháng 3 đến khoảng ngày 19 tháng 4. Biểu tượng cho cung này là hình ảnh một con cừu đực có bộ lông màu vàng. Hai tính từ tích cực cho các bạn cung này đó là pioneering, đó là tính tiên phong, hoặc là courageous, có dũng khí hoặc dũng cảm. Tuy nhiên, lại khá bất đồng trong cách xử lý mọi chuyện, impulsive. Đồng thời với đó là một sự liều lĩnh, một người khá liều mạng, daredevil, risk taker. Taurus, from April 20 to May 20. Tiếp theo đó là một cung khác cho các bạn sinh trong khoảng 20 tháng 4 đến 20 tháng 5. Cung này có đặc điểm nổi bật đó là persistent, tính kiên định, placid, điềm tĩnh. Mặt khác, tính chiếm hữu của những người ở cung này cũng khá nhiều, nên chúng ta có tính từ sau: possessive, tính sở hữu. Nếu không kiểm soát được tính sở hữu thì có thể phát triển một cách tiêu cực và trở nên greedy, tham lam. Các bạn có câu hỏi rằng cung song tử và xử nữ có tính cách như thế nào? That sounds like a good question. Chúng ta cùng đi vào điều tích cực của hai cung này trước. Gemini có nghĩa là song tử. May 21st to June 21st. These people are versatile, là tháo vát, hoặc là intellectual, tức là trí thức. Virgo, xử nữ, from August 23rd to September 22nd. Meticulous, tỉ mỉ, và diligent, cần cù, chăm chỉ. Tuy nhiên, song tử tính cách tháo vát nổi trội hơn, nên đôi lúc có superficial, hời hợt, cunning, hơi lém lỉnh và có chút láo cá. Ngược lại với song tử, thì xử nữ, Virgo lại mang chủ nghĩa hoàn hảo, perfectionist, và khắt khe với mình và mọi thứ. Ta có tính từ hypercritical. Cancer, from June 22nd to July 22nd. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm những tính từ mô tả cho cung Cancer, cự giảm. Chắc các bạn cũng đã biết biểu tượng cho cung này là con cua. Những người ở cung này khá là imaginative, tức là sáng tạo. Ngoài ra, những người ở trong cung này khá là sắc sảo. Chúng ta có tính từ shrewd, sắc sảo. Leo, from July 23rd to July 22nd. Các bạn sinh trong khoảng từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8, có tò mò những tính từ dành cho mình không? Alright, đây là cung mang tên Leo, có biểu tượng đặc trưng là con sư tử. Điểm tích cực của những người cung sư tử đó là enthusiastic, nhiệt huyết, và faithful là trung thành. Tuy nhiên, đôi lúc thì cung này lại khá là muốn làm chủ nên thái độ sẽ có phần pompous, kiêu ngạo. Và tính cách thì bossy, muốn làm chủ hay còn gọi là hơi hách dịch. Libra, from September 23rd to October 23rd. Cung tiếp theo mang một biểu tượng của một người phụ nữ, đôi khi được xác định là Astra, nữ thần công lý của La Mã. Cầm một chiếc cân, cân bằng, hoặc một mình chiếc cân. Đặc điểm tính cách nổi bật của những người cung này đó là diplomatic, khéo léo, ngoại giao. Urban, tao nhã, trong cách giao tiếp ngoài xã hội. Tuy nhiên, do tính cách khéo léo và muốn vừa lòng tất cả mọi người, nên đôi lúc cũng có tính cách chưa tốt như indecisive, thiếu quyết đoán. Gullible, cả tin nữa. Scorpius, from October 24th to November 21st. Và cung tiếp theo chắc hẳn các bạn rất tò mò đó là Scorpius, cung bọ cạp. Đúng như tên gọi thì cung này là những người forceful, mạnh mẽ, magnetic, cuốn hút. Tuy nhiên, do tính cách nổi trội hơn nên bọ cạp đôi khi có tính cách thiên hướng jealous, đố kỵ, obstinate, cố chấp. Sagittarius, from November 22nd to December 21st. Cung sau bọ cạp đó là nhân mã. Nhận diện cung này là một cung thủ cưỡi ngựa đã được người Babylon đưa ra vào đầu thế kỷ 11 trước công nguyên. Nếu các bạn để ý thì những người ở cung này có hai đặc điểm tính cách khá thú vị.
optimistic, luôn lạc quan trong cuộc sống. Bên cạnh đó, luôn vui vẻ nữa, tính từ cho tính cách này đó là jovial, vui vẻ. Tuy nhiên, vì tính cách lúc nào cũng lạc quan nên suy nghĩ chưa được chín chắn, chúng ta sẽ dùng tactless, đó là sự thiếu suy nghĩ trong lời nói và hành động, bộc trộm. Hay còn một tính cách nữa, đó là restless, hơi hiếu động. Capricornus, from December 22nd to January 19. Cung tiếp theo là cung gì các bạn nhỉ? Right, đó là cung Capricornus. Mà kết biểu tượng của cung này là con dê. Tuy nhiên, chúng ta thấy con dê này có đuôi cá. Giải thích về hình đuôi cá mà con dê này có là do thường được tượng trưng và được thấy trong thần thoại Hy Lạp về Pan, người mà tránh con quái vật Typhon đã nhảy xuống nước ngay khi anh ta đang biến đổi thành hình dạng động vật. Nửa trên mặt nước giả định hình dạng của một con dê, trong khi nửa dưới đuôi giả hình dạng của một con cá. Người ở cung này thường prudent, thận trọng, cẩn thận, nhưng cũng rất hài hước, humorous. Đặc điểm tính cách tiêu cực của cung này đó là pessimistic, là bi quan, và miserly, có chút chi li trong tiền bạc. Aquarius, from January 20 to February 18. Cung hoàng đạo tiếp theo đó là Aquarius, bạo bình. Cái tên này không hề giống với tên cung tiếng Anh phải không? Trong chiêm tinh học, bạo bình là cung hoàng đạo thứ 11, được coi là cung cai quản khoảng thời gian từ khoảng ngày 20 tháng 1 đến khoảng ngày 18 tháng 2. Người ta cho rằng sự thể hiện của nó như một người đàn ông đổ một dòng nước ra khỏi bình. Bởi vì trong thời cổ đại, sự trỗi dậy của bạo bình trùng hợp với thời kỳ lũ lụt và mưa ở Trung Đông. Tính cách đặc trưng của bạo bình đó là humanitarian, nhân đạo, independent, sống độc lập. Tuy nhiên, vì quá độc lập nên có tính cách trái ngược như intractable, cứng đầu, contrary, ngang ngược, Pisces, from February 19 to March 20. Cung hoàng đạo cuối cùng đó là Pisces, song ngư. Trong chiêm tinh học, song ngư là cung hoàng đạo thứ 12, được coi là cung cai quản khoảng thời gian từ khoảng ngày 19 tháng 2 đến khoảng ngày 20 tháng 3. Hình tượng hai con cá buộc vào nhau thường liên quan đến thần thoại Hy Lạp về Aphrodite và Eros, những người đã nhảy xuống sông để thoát khỏi con quái vật Typhon và biến thành cá. Hoặc nói cách khác, hai con cá đã đưa họ đến nơi an toàn. Tính cách nổi bật của song ngư đó là compassionate, lòng trắc ẩn, sympathetic, đồng cảm với người khác. Nhưng những người này thường lý tưởng hóa mọi thứ và thiếu rõ ràng. Idealistic, lý tưởng hóa, và vague, không dứt khoát, rõ ràng. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được tính cách của 12 cung hoàng đạo common nhất và tìm hiểu được một số tính từ về tính cách của mỗi cung. Nếu các bạn thấy có tính từ nào khác miêu tả sát hơn về cung của mình thì hãy comment bên dưới nhé. Nếu các bạn muốn đăng ký khóa học IELTS của LangGo, bấm vào link ở dưới video này nhé. Tại LangGo, các khóa học IELTS được thiết kế phù hợp với nhu cầu học và lộ trình của từng học viên. Nhớ like, share và đăng ký kênh của LangGo để xem nhiều video bổ ích nhé. Cô là Thúy của hệ thống học IELTS LangGo. Hẹn gặp lại các bạn!